Sau 2 ngày xét xử, chiều ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắc đã tuyên phạt 40 bị cáo trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở xã Cư Xuê, huyện Cư Mờ Ga với tổng mức án 80 năm tù. Đây là sới bạc có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Đắk Lắc. Sới bạc này do Trần Duy Hải, 31 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột quản lý. Còn đối tượng cầm đầu có tên Tài Du ở thành phố Buôn Ma Thuột hiện đang bỏ trốn. Theo cáo trạng, từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 6 năm 2017, Hải cùng đồng phạm đã tổ chức cho hàng trăm người đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống trong rẫy cà phê ở xã Cư Xuê, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Những đối tượng đứng ra tổ chức còn kết hợp cho vay nặng lãi, cầm cố tài sản tại chỗ cho người tham gia đánh bạc chiều ngày 29 tháng 6 năm 2017, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Cục An ninh Tây Nguyên cùng các đơn vị công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc và trên người những người tham gia đánh bạc gần 400 triệu đồng, 67 điện thoại di động, 16 ô tô cùng các dụng cụ sử dụng để đánh sóc đĩa. Hiện còn một số đối tượng cầm đầu đang bỏ trốn và đã bị Bộ Công an ra quyết định truy nã.